Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình học và giải các bài tập có trong bài 66 so sánh hai phần số. Bài học của chúng mình có ở trang 54, sách giáo khoa toán lớp 4 tập 2 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách so sánh hai phân số là như thế nào trong phần 1 là mã, cùng học. Mỗi cái bánh ở các hình dưới đây được chia thành các phần bằng nhau. Viết phân số chỉ phần bánh sẽ ăn của từng bạn nhỏ đối với mỗi cái bánh. Dựa vào hình vẽ, so sánh các phân số vừa viết ở mỗi hình. Chúng ta thấy rằng anh thì nói rằng anh ăn một phần, em thì nói rằng em ăn hai phần, mà tổng tất cả chiếc bánh này được chia thành chín phần. Vậy thì phân số chỉ số phần bánh mà ăn mà anh sẽ ăn sẽ là 1 phần 9. Và phân số chỉ số phần bánh mà em sẽ ăn là 2 phần 9. Dựa vào hình vẽ thì chúng ta thấy rằng 1 phần 9 sẽ bé hơn 2 phần 9. Xét tiếp đến trường hợp tiếp theo. Mẹ đưa cho hai chị em hai chiếc bánh và hai chiếc bánh này là bằng nhau. Đầu tiên, người em chia chiếc bánh thành 4 phần và nói rằng em sẽ ăn một phần của cái bánh này. Vậy tức là người em đã ăn 1/4 của cái bánh. Còn chị thì chị chia chiếc bánh thành 8 phần bằng nhau và chị ăn một phần. Vậy số phần bánh chị ăn được sẽ là 1/8. Quan sát và hình vẽ thì chúng ta thấy rằng 1/4 sẽ lớn hơn 1/8. Vậy thì trong trường hợp mà không có những hình vẽ thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để so sánh được hai phân số? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ cụ thể. Xét trong trường hợp thứ nhất đó là chúng ta sẽ đi so sánh hai phân số cùng mẫu số. Cụ thể là so sánh hai phân số 1 phần 9 và 2 phần 9. Sau khi quan sát ở hình 1 thì chúng ta thấy rằng 1 phần 9 sẽ bé hơn 2 phần 9. Vậy thì trong hai phân số có cùng mẫu số thì phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn và ngược lại phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu các tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Còn trong trường hợp so sánh hai phân số khác mẫu số, chúng ta xét ví dụ khi so sánh hai phân số 1 phần 4 và 1 phần 8, chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số của hai phân số này mẫu số chung sẽ là 8. Khi đó, phân số 1 4 sẽ bằng 1 x 2 phần 4 x 2 và bằng 2 phần 8. Bây giờ, việc so sánh phân số 1 4 và 1 8 được quy thành so sánh hai phân số có cùng mẫu số đó là 2 phần 8 và 1 phần 8. Vì tử số là 2 lớn hơn 1 nên 2 phần 8 sẽ lớn hơn 1 phần 8. Vậy, 1 phần 4 sẽ lớn hơn 1 phần 8. Qua ví dụ vừa rồi thì chúng ta rút ra được quy tắc đó là muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Để củng cố cách so sánh hai phân số, chúng ta sẽ đi làm các bài tập có trong phần 2 là mã, thực hành Bài 1 So sánh hai phân số. Phần A. Quan sát ở phần A thì chúng ta thấy rằng ở phần A chúng ta sẽ đi so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Vậy thì phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn, phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu các tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Đầu tiên chúng ta có phân số 2 phần 5 và 3 phần 5. Hai phân số có mẫu số giống nhau đó là 5. Tử số là 2, 2 bé hơn 3. Vậy 2 phần 5 sẽ bé hơn 3 phần 5. 4 phần 7 và 2 phần 7 có cùng mẫu số là 7. Tử số là 4, 4 lớn hơn 2. Vậy 4 phần 7 sẽ lớn hơn 2 phần 7. 1 phần 10 và 7 phần 10 có cùng mẫu số là 10. Tử số là 1 bé hơn tử số là 7. Vậy 1 phần 10 sẽ bé hơn 7 phần 10. 5 phần 2 và 2 phần 2 có cùng mẫu số là 2. Tử số là 5 lớn hơn tử số là 2. Vậy 5 phần 2 sẽ lớn hơn 2 phần 2. Phần B. Phần B chúng ta sẽ đi so sánh hai phân số khác mẫu số. Vậy thì chúng ta sẽ quy đồng mẫu số của hai phân số đó rồi sẽ so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Phân số 1/3 và 5/12. Mẫu số chung sẽ là 12. Khi đó phân số 1/3 sẽ bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 4. 1 x 4 phần 3 x 4 bằng 4 x 12. Ta có 4 x 12 bé hơn 5 phần 12. Vậy 1 phần 3 sẽ bé hơn 5 phần 12. Tiếp theo là phân số 1 phần 5 và 2 phần 15. Mẫu số chung là 15. Khi đó phân số 1 phần 5 sẽ bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 3. 1 x 3 phần 5 x 3 bằng 3 phần 15. Ta có 3 phần 15 lớn hơn 2 phần 15. Vậy 1 phần 5 lớn hơn 2 phần 15 Tiếp theo chúng ta có hai phân số 5 phần 14 và 1 phần 2 Mẫu số chung là 14 Phân số 1 phần 2 sẽ bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 7 1 x 7 Phần 2 x 7 Bằng 7 phần 14 Ta có 5 phần 14 Bé hơn 7 phần 14 Ta có 5 14 Vậy, 5 phần 14 bé hơn 1 phần 2. Cuối cùng là phân số 2 phần 3 và 12 phần 18. Mẫu số chung sẽ là 18. Phân số 2 phần 3 sẽ bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 6. 2 x 6 phần 3 x 6 bằng 12 phần 18. Ta có 12 phần 18 bằng 12 phần 18. Vậy 2/3 bằng 12/18. Tiếp theo sẽ là các bài tập có trong phần bà la mã luyện tập. Bài 1 sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. Vậy thì với bài tập số 1 này, đầu tiên chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số của các phân số mà đề bài đã cho. Sau đó thì so sánh các phân số vừa mới quy đồng được. Cuối cùng là chúng ta sẽ sắp xếp các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé. Phần A chúng ta có 3 phân số là 1 phần 2, 3 phần 4 và 5 phần 8. Mẫu số chung sẽ là 8. Vậy phân số 1 phần 2 bây giờ sẽ bằng nhân cả tử số và mẫu số với 4 1 x 4 phần 2 x 4 bằng 4 phần 8 Phân số 3 phần 4 sẽ bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 2 3 x 2 Phần 4 x 2 Bằng 6 8 Ta có 6 8 Lớn hơn 5 phần 8 lớn hơn 4 phần 8 Vậy, các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là Phân số 6 phần 8 tương ứng với phân số 3 phần 4. Phân số 5 phần 8. Phân số 4 phần 8 tương ứng với phân số 1 phần 2. Phần B chúng ta có 4 phân số là 2 phần 3, 3 phần 4, 5 phần 6 và 7 phần 12, mẫu số chung sẽ là 12. Phân số 2 phần 3 bằng Nhân cả tử số vào mẫu số với 6 Nhân cả tử số vào mẫu số với 4 2 nhân 4 Phần 3 nhân 4 Bằng 8 phần 12 Phân số 3 phần 4 bằng Nhân cả tử số và mẫu số với 3 3 nhân 3 Phần 4 nhân 3 Bằng 9 phần 12 Phần 12 phân số 5 phần 6 bằng nhân cả tử số và mẫu số với 2. 5 x 2 phần 6 x 2 bằng 10 phần 12. Ta có 10 phần 12 lớn hơn 9 phần 12 lớn hơn 8 phần 12 lớn hơn 7 phần 12 Vậy, các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là

Và cuối cùng là phân số 7 phần 12. Bài 2 Mỗi cái bánh được chia thành 4 phần bằng nhau. Dưới đây là phần bánh mỗi bạn ăn. Có 3 bạn đó là bạn Thu, Vân và Khang. Phần A So sánh phần bánh mỗi bạn ăn với một cái bánh, chúng ta sẽ sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn hay bằng. Với phần A này, chúng ta sẽ quan sát và hình vẽ để trả lời được câu hỏi. Đầu tiên là bạn Thu. Chúng ta thấy bạn Thu ăn 4 phần 4 của cái bánh, tức là phần bánh bạn Thu ăn bằng một cái bánh. Bạn Vân ăn 3 phần 4 của cái bánh, vậy phần bánh bạn Vân ăn ít hơn 1 cái bánh. Cuối cùng là bạn Khang. Bạn Khang ăn 5 phần tư của cái bánh. Vậy phần bánh bạn Khang ăn nhiều hơn một cái bánh. Phần B Phần B yêu cầu chúng ta điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu bằng. Ở phần B thì chúng ta sẽ kết hợp giữa sự quan sát hình vẽ cũng như là phần A để có thể điền dấu thích hợp vào phần B. 4 phần 4 chính là phần bánh mà bạn Thu đã ăn, mà phần bánh bạn Thu ăn bằng một cái bánh, vậy chúng ta sẽ điền dấu bằng. 3 phần 4 chính là phần bánh mà bạn Vân đã ăn. Bạn Vân đã ăn ít hơn một cái bánh, vậy 3 phần 4 sẽ bé hơn 1. 5 phần 4 chính là phần bánh mà bạn Khang đã ăn. Phần bánh mà bạn Khang ăn nhiều hơn một cái bánh, tức là 5 phần 4 sẽ lớn hơn 1. Phần C Điền lớn hơn, bé hơn hay bằng vào dấu hỏi chấm? Với phần C thì chúng ta sẽ dựa vào phần B để làm. Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số chúng ta thấy rằng trường hợp thứ nhất đây là tử số bằng mẫu số thì phân số sẽ bằng 1. Vậy chúng ta sẽ điền là bằng 1. Nếu tử số bé hơn mẫu số đây chính là trường hợp tử số bé hơn mẫu số khi đó phân số sẽ bé hơn một chúng ta điền bé hơn nếu tử số lớn hơn mẫu số đây chính là trường hợp mà tử số lớn hơn mẫu số khi đó thì phân số sẽ luôn lớn hơn một chúng ta điền lớn hơn Bài 3. Chọn số tự nhiên 7 hoặc 9 thích hợp để thay vào dấu hỏi chấm. Với bài tập số 3 này thì chúng ta sẽ dựa vào kiến thức mà chúng ta vừa mới tìm hiểu được ở bài tập số 2, đó là nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1, nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1. Còn nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số sẽ lớn hơn 1. Phần A. Vì phân số này bằng 1 nên tử số sẽ phải bằng mẫu số. Tử số là 7, vậy mẫu số cũng sẽ là 7. 7 phần 7 bằng 1. Ở phần B, đây là một phân số lớn hơn 1, vậy thì tử số sẽ phải lớn hơn mẫu số, mà 9 lớn hơn 7, vậy thì tử số sẽ là 9, mẫu số sẽ là 7. Phần C, mẫu số này bé hơn 1 nên tử số sẽ bé hơn mẫu số. 7 bé hơn 9, vậy tử số sẽ là 7 và mẫu số sẽ là 9. 7 phần 9 bé hơn 1. Bài 4 Ba bạn Thành, Tú, Phương đọc sách ở thư viện. Thành đọc sách trong 3 phần 4 giờ, Tú đọc sách trong 1 giờ, Phương đọc sách trong 4 phần 3 giờ. Phần A, thời gian đọc sách ở thư viện của bạn nào nhiều nhất? B, thời gian đọc sách ở thư viện của bạn nào ít nhất? Tức là chúng ta sẽ phải đi so sánh 3 thời gian của ba bạn đọc sách, đó là 3 phần 4, 1 và 4 phần 3. Từ đề bài thì chúng ta biết rằng bạn Thành đọc sách trong 3 phần 4 giờ. Phân số 3 phần 4 có tử số bé hơn mẫu số, vậy phân số này sẽ bé hơn 1. Thời gian đọc sách của bạn Tú là 1 giờ, 1 sẽ bằng 1. Thời gian đọc sách của bạn Phương là 4 phần 3 giờ, 4 lớn hơn 3, vậy 4 phần 3 sẽ lớn hơn 1. Vậy từ đây chúng ta thấy phân số lớn nhất sẽ phải là phân số 4 phần 3 và phân số bé nhất là phân số 3 phần 4, tức là ở phần A. Thời gian đọc sách ở thư viện của bạn Phương là nhiều nhất. phần b thời gian đọc sách ở thư viện của bạn thành ít nhất Cuối cùng sẽ là bài tập có trong phần hoạt động thực tế. Có hai tờ giấy hình chữ nhật bằng nhau, mỗi hình được chia thành các phần bằng nhau. Viết các phân số chỉ phần được tô màu ở mỗi hình. Vậy thì khi viết phân số, chúng ta sẽ viết phân số chỉ phần được tô màu ở mỗi hình có tử số là số phần được tô màu và mẫu số là số phần bằng nhau của hình đó. Hình 1 Hình 1 được chia thành 6 phần bằng nhau, trong đó đã tô màu 5 phần. Vậy, phân số chỉ số phần được tô màu ở hình 1 là 5 phần 6. Hình 2 Hình 2 được chia thành 24 phần bằng nhau và đã tô màu 5 phần. Vậy, phân số chỉ phần được tô màu ở hình 2 sẽ là 5 phần 24. Dựa vào hình vẽ so sánh hai phân số đó, nhìn vào hình vẽ thì chúng ta thấy rằng phân số 5/6 sẽ lớn hơn phân số 5/24. Cuối cùng, yêu cầu chúng ta điền lớn hơn hay bé hơn. Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó. Chúng ta quan sát hai phân số 5 phần 6 và 5 phần 24. Chúng ta thấy khi hai phân số này có cùng tử số là 5, mẫu số là 6 phần 24. 6 bé hơn 24 thì 5 phần 6 lớn hơn 5 phần 24. Tức là trong hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó sẽ lớn hơn. Chúng ta điền lớn hơn. Bài tập của phần hoạt động thực tế cũng đã khép lại bài 66 so sánh hai phân số. Hy vọng rằng các em đã có một giờ học bổ ích. Chúng mình hãy tiếp tục truy cập vào trang web lời giải hay com để theo dõi các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các em học tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào những video bài giảng tiếp theo.